Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, trại hè thiếu nhi dành cho con em cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam lần thứ 19 năm 2015, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Nam với chủ đề Tự hào ngành điện Việt Nam do Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam phối hợp cùng Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tổ chức đã diễn ra tại thành phố Vũng Tàu xinh đẹp. Hơn 300 học viên là con em các cán bộ đang công tác tại Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tề tụ về khách sạn Điện lực thành phố Vũng Tàu để tham gia hội trại. Hội trại năm nay với chủ đề Tự hào ngành điện Việt Nam diễn ra từ ngày 6 tháng 7 năm 2015 đến ngày 10 tháng 7 năm 2015. Hội trại sẽ là dịp để giúp các em tự hào hơn về công việc của bậc cha mẹ đang làm, quý trọng mọi thứ mà gia đình đã tạo ra cho các em, học cách chia sẻ trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, tăng cường kỹ năng thực hành xã hội, đồng thời giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống, yêu ngành nghề của cha mẹ đang làm và định hướng tốt cho bản thân trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai. Những bỡ ngỡ ban đầu đã được xóa tan ngay khi các em vừa đến đất trại. Cổng trại nguy nga, hoành tráng và thật đẹp đã làm các em thêm nao nức. Và ban tổ chức, các anh chị điều phối viên đã chờ đón sẵn để đón các em làm thủ tục nhập trại. Những cái tên được nắn nót ký lên trên bảng, tôi đã có mặt, cùng với điểm chỉ là dấu vân tay để xác nhận chúng ta chính thức trở thành trại sinh của trại hè thiếu nhi năm nay. Những nụ cười thật tươi khi gặp lại các anh chị phụ trách từ hội trại năm ngoái của các trại sinh cũ đã làm cho các bạn trại sinh mới bỗng thấy gần gũi hơn. Những ngày trại thật vui đang chờ đón tất cả các em. Ngay những phút đầu tiên, tất cả mọi người cùng làm quen với nhau với những trò chơi, những câu hát, những điệu múa, những lời giới thiệu. Tất cả mọi người đều như một gia đình thực thụ để bắt đầu bước vào những ngày trại thật nhiều kỷ niệm. Này bạn ơi, chúng ta sẵn sàng hòa lời hát thắp lên nguồn điện sáng, bao ước mơ tuổi thơ nở nụ cười. EVN thắp sáng niềm tin, từng ngọn sóng nhấp nhô như gọi mời. Mùa hè đến biết bao nhiêu điều mới, thì kéo co thắp say ta dựng lều, tung cánh diều vẽ tranh tô màu. Nào về đây sau đó, các thành viên trong từng tiểu trại tiến hành trang trí lều trại. Những tờ giấy thủ công, những vật liệu trang trí cùng với sự sáng tạo của các thành viên, các trại sinh. Các tiểu trại hiện ra thật lung linh và nhiều màu sắc. Năm tiểu trại mang năm cái tên đầy tự hào của ngành điện lực miền Nam: Đa Nhiêm, Trà Nóc, Thác Mơ, Trị An, Vĩnh Tân. Mang niềm tự hào đó, các trại sinh bắt đầu tập luyện các chia chào hỏi để ra mắt tiểu trại của mình. Không khí đã vô cùng phấn khởi với sự hướng dẫn của các anh chị điều phối viên. Tất cả mọi thành viên trong tiểu trại đều cố gắng tập luyện thật nhanh, thật đẹp và thật đều để thể hiện khí thế của tiểu trại mình. Cười.
sáng dòng điện rực rỡ nền văn minh. Nhờ ánh sáng dòng điện không còn mang đêm tối, con đường ta đi tới vì tổ quốc vinh quang, dẫu bao thăng trầm vẫn vững tin vượt lên. Vì tổ quốc đẹp giàu, vì hạnh phúc nhân dân, cuộc sống theo dòng điện như dòng sông theo nước. Hãy cùng nhau chung bước. Lễ khai mạc trại hè thiếu nhi dành cho con em cán bộ Tổng công ty Điện lực miền Nam lần thứ 19 năm 2015 với chủ đề Tự hào ngành điện Việt Nam đã diễn ra trong không khí phấn khởi và hào hứng của các trại sinh. Sau màn báo cáo quân số thật hoành tráng và đầy nghi lễ của các anh chị điều phối viên, các trại sinh bắt đầu hò reo, cổ vũ và thể hiện khí thế của từng tiểu trại. Chương trình lễ khai mạc năm nay với sự tham dự của đại diện Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam và Ban Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, đại diện các ban ngành, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam và tất cả các trại sinh. Vì tổ quốc đẹp giàu, vì hạnh phúc nhân dân, cuộc sống theo dòng điện như dòng sông theo nước. Hãy cùng nhau chung bước tới khắp miền quê xa, xây đắp nên bao công trình ngành điện của chúng ta. Từ rừng núi biên cương xa xôi, nơi hải đảo chung với sóng vỗ, từ nhà máy đến nơi công trường, nơi thành phố. Sau màn biểu diễn văn nghệ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của đội văn nghệ thiếu nhi thành phố Vũng Tàu, các tiểu trại bắt đầu đến phần ra mắt tiểu trại của mình trước toàn thể hội trại. Những điệu múa, những bài dân vũ, những động tác chia cổ động thật dễ thương, sinh động và đầy hào hứng đã làm cho không khí đêm khai mạc trại hè thiếu nhi tự hào ngành điện Việt Nam. Bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.